có biết đây là nấm gì không? Và em sẽ chuẩn bị làm cho mọi người một món của Sơn La nha mọi người nha. Rất là nhiều rau luôn này. Đầu tiên mình sẽ đập cái này trước nha. Thế là cái món đấy của em đã chín rồi mọi người ơi. Bây giờ chúng ta cùng mở nhá. Đấy, mọi người thấy cái xém xém vàng. Thực ra là cái này mà để xém hơn một tí nữa thì sẽ ok hơn mọi người ạ. Ừ, tuyệt cú mèo luôn. Và nguyên nút luôn. Ừ. Mời mọi người ăn hết nha. Rồi tối ăn cái rau này rất là ngủ ngon luôn.